Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Luật Bảo hiểm xã hội mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 quy định những trường hợp có thể bị tạm dừng chi trả lương hưu bao gồm xuất cảnh trái phép, bị tuyên bố mất tích và không xác minh được thông tin cá nhân. Điều 75 của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 quy định rõ về việc tạm dừng, chấm dứt hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với 3 đối tượng sau. Người đã xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không tuân thủ đúng quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh sẽ bị tạm dừng hưởng lương hưu. Quy định này nhằm đảm bảo tính công bằng trong chính sách bảo hiểm xã hội và ngăn ngừa việc trục lợi từ những đối tượng vi phạm pháp luật. Tạm dừng hưởng lương hưu trợ cấp hàng tháng đối với người được tòa án tuyên bố mất tích. Việc này được thực hiện vì cơ quan bảo hiểm xã hội không thể xác định tình trạng và vị trí của người thụ hưởng, tránh trường hợp lợi dụng để nhận trợ cấp không đúng quy định, không xác minh được thông tin của người thụ hưởng qua tài khoản ngân hàng theo quy định tại điểm C khoản 2 điều 11 của luật này. Theo quy định, người thụ hưởng lương hưu phải phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để xác minh thông tin định kỳ. Nếu cơ quan chức năng không thể xác minh được thông tin chính xác của người thụ hưởng, khoản lương hưu sẽ bị tạm dừng. Việc này nhằm đảm bảo việc chi trả được thực hiện đúng đối tượng, tránh ảnh hưởng đến quỹ bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, theo khoản 3 điều 75, lương hưu và trợ cấp của các đối tượng bị tạm dừng sẽ được tiếp tục chi trả khi thuộc các trường hợp sau. Người xuất cảnh trái phép trở về. Nếu đối tượng trở về và tuân thủ các quy định của pháp luật, việc chi trả lương hưu sẽ được khôi phục, bao gồm cả khoản lương chưa nhận trong thời gian tạm dừng. Hủy bỏ quyết định mất tích hoặc qua đời. Nếu tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích hoặc qua đời, việc chi trả lương hưu sẽ được tiếp tục. Nghị định số 116/2024/NĐ-CP sửa đổi điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về hình thức, nội dung và thời gian thi tuyển công chức. Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 2 năm 2023 quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Trong đó, Nghị định số 116/2024/NĐ-CP sửa đổi điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về hình thức, nội dung và thời gian thi tuyển công chức. Theo quy định mới, thi tuyển công chức được thực hiện theo hai vòng thi như sau. Vòng 1, thi trắc nghiệm trên máy vi tính, nội dung thi gồm 2 phần cụ thể như sau. Phần 1, kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, quản lý hành chính nhà nước, công chức, công vụ, thời gian thi 60 phút. Phần 2, ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu về ngoại ngữ dự thi đối với từng vị trí việc làm, thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm không yêu cầu trình độ ngoại ngữ thì không phải tổ chức thi phần 2. Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi. Nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi, thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. Trường hợp đã đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức theo quy định tại Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 2 năm 2023, quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức mà kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức còn trong thời hạn tính đến ngày hết thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển và đáp ứng yêu cầu về thang điểm theo quy định tại điểm D khoản 2 điều 3 nghị định này nếu có thì không phải dự thi vòng 1. Vòng 2, thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, hình thức thi, viết hoặc kết hợp viết và phỏng vấn. Đối với bài thi viết, nội dung thi kiểm tra kiến thức về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Thời gian thi 180 phút, không kể thời gian chép đề. Căn cứ vào đặc thù của cơ quan tổ chức đơn vị, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức có thể tổ chức thi viết bằng hình thức thi trên máy vi tính, đồng thời quyết định số lượng câu hỏi phù hợp, đảm bảo số lượng tối thiểu 60 câu, tối đa 120 câu theo hình thức câu hỏi trắc nghiệm. Thời gian thi tương ứng với tổng số câu hỏi, đảm bảo tối thiểu là 90 phút, tối đa là 180 phút.
Đối với bài thi phỏng vấn, nội dung thi phỏng vấn tập trung đánh giá về năng lực tư duy giao tiếp, phán đoán tình huống, học hỏi, phát triển, diễn đạt, thái độ và các năng lực khác theo yêu cầu của vị trí việc làm, thời gian thi tối đa 30 phút. Thang điểm bài thi viết 100 điểm, bài thi phỏng vấn 100 điểm. Trường hợp thi viết bằng hình thức thi trên máy vi tính thì hội đồng tuyển dụng, ban đề thi xây dựng các nhóm câu hỏi có mức độ phức tạp khác nhau và quyết định mức điểm tương ứng với từng câu hỏi. Trường hợp lựa chọn hình thức thi kết hợp viết và phỏng vấn thì tổng điểm bài thi viết và bài thi phỏng vấn được quy đổi về thang điểm 100 theo tỷ lệ điểm của bài thi viết là 70%, của bài thi phỏng vấn là 30%, được làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ khác nhau thì hội đồng tuyển dụng phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức có yêu cầu đặc thù cao hơn về nội dung, thời gian thi môn nghiệp vụ chuyên ngành so với quy định tại khoản này thì phải xác định cụ thể trong kế hoạch tuyển dụng. Các trường hợp miễn phần thi ngoại ngữ. Nghị định số 116/2024/NĐ-CP quy định miễn phần thi ngoại ngữ, quy định tại phần 2 vòng 1 đối với các trường hợp sau. 1. Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ theo đúng yêu cầu về ngoại ngữ của vị trí việc làm, cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. 2. Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, học tập ở nước ngoài bằng ngoại ngữ theo đúng yêu cầu của vị trí việc làm hoặc học bằng tiếng nước ngoài theo đúng yêu cầu của vị trí việc làm ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc đương nhiên được công nhận theo quy định của pháp luật. 3. Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số dự tuyển vào vị trí việc làm liên quan trực tiếp đến người dân tộc thiểu số hoặc vị trí việc làm công tác tại vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào vị trí việc làm liên quan trực tiếp đến người dân tộc thiểu số hoặc vị trí việc làm công tác tại vùng dân tộc thiểu số. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức. Ngoài ra, Nghị định số 116/2024/NĐ-CP cũng sửa đổi điều 9 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP về xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức. 1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải đáp ứng đủ các điều kiện sau. A. Có kết quả điểm thi vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. Trường hợp thi kết hợp viết và phỏng vấn thì phải dự thi đủ cả hai bài thi viết và phỏng vấn và có kết quả đạt từ 50% trở lên điểm tối đa của mỗi bài thi. B. Có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên nếu có, cao hơn, lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm, kể cả đối với vị trí việc làm được tuyển dụng chung cho nhiều cơ quan sử dụng công chức khác nhau. 2. Trường hợp có từ 2 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm B khoản 1 điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng, thì việc xác định người trúng tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau. A. Người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn. B. Người có số điểm của bài thi viết ở vòng 2 cao hơn trong trường hợp lựa chọn hình thức kết hợp viết và phỏng vấn. C. Người đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức và được miễn thi vòng 1. D. Người có kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức cao hơn trong trường hợp cùng được miễn thi vòng 1. D. Người có số câu trả lời đúng môn kiến thức chung ở vòng 1 nhiều hơn trong trường hợp cùng dự thi vòng 1. Trường hợp vẫn chưa xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên theo quy định tài khoản này, thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển. 3. Đối với vị trí việc làm được tuyển dụng chung cho nhiều cơ quan sử dụng công chức khác nhau, thì việc xác định cơ quan sử dụng công chức trúng tuyển thực hiện theo thứ tự ưu tiên lựa chọn trong phiếu đăng ký dự tuyển của người trúng tuyển. Trường hợp số người trúng tuyển cùng đăng ký tuyển dụng vào một cơ quan sử dụng công chức nhiều hơn số chỉ tiêu tuyển dụng của cơ quan sử dụng công chức đó, thì ưu tiên lựa chọn người có kết quả tuyển dụng cao hơn. Trường hợp có từ 2 người trở lên có kết quả tuyển dụng bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của cơ quan sử dụng công chức đó, thì lựa chọn theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2 điều này. 4. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
Các quy định trên có hiệu lực từ ngày 17 tháng 9 năm 2024. Quy định mới xét nâng ngạch công chức khi có thành tích trong hoạt động công vụ. Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2024, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 2 năm 2023, quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức, trong đó bổ sung điều 31A vào sau điều 31 của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Điều 31A, xét nâng ngạch khi có thành tích trong hoạt động công vụ. Xét nâng ngạch từ ngạch nhân viên hoặc tương đương lên ngạch cán sự hoặc tương đương, từ ngạch cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau. Được tặng bằng khen của bộ, ban ngành, tỉnh trở lên do có thành tích trong công tác và được đánh giá xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm xét nâng ngạch. Có 3 năm công tác liền kề trước năm xét nâng ngạch được đánh giá xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 1 năm được đánh giá xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xét nâng ngạch từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau. Được tặng huân chương lao động hạng 3 trở lên và được đánh giá xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm xét nâng ngạch. Được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và có 3 năm công tác liền kề trước năm xét nâng ngạch được đánh giá xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua của bộ, ban ngành tỉnh trở lên và có 3 năm công tác liền kề trước năm xét nâng ngạch được đánh giá xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 1 năm được đánh giá xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xét nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau. Được tặng huân chương lao động hạng nhì trở lên và có 3 năm công tác liền kề trước năm xét nâng ngạch được đánh giá xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 1 năm được đánh giá xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc. Xác định công chức được xét nâng ngạch thực hiện theo thứ tự ưu tiên. Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có số lượng công chức đủ điều kiện xét nâng ngạch do có thành tích trong hoạt động công vụ nhiều hơn so với cơ cấu ngạch công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì việc xác định công chức được xét nâng ngạch thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau đây. Công chức có thành tích khen thưởng cao hơn, trường hợp bằng nhau thì xét công chức có nhiều thành tích khen thưởng hơn trong thời gian giữ ngạch. Công chức có thành tích thi đua cao hơn, trường hợp bằng nhau thì xét công chức có nhiều thành tích thi đua trong thời gian giữ ngạch. Công chức là nữ, công chức là người dân tộc thiểu số, công chức có thời gian công tác nhiều hơn, công chức nhiều tuổi hơn tính theo ngày tháng năm sinh. Trường hợp vẫn không xác định được người được xét nâng ngạch thì cấp có thẩm quyền quản lý hoặc phân cấp thẩm quyền bổ nhiệm ngạch xem xét quyết định.